Hai cá thể vượn được giải cứu tại vườn quốc gia Pumat. Nếu mà đứng lại gần là nó sẽ thò tay ra để nó với vào áo mình. Cháu vừa bị nó với áo xong giật hết cả mình. Vâng. Khá là nguy hiểm. Chim kêu vượn hú các bạn nhé. Anh giữ anh Cường lâu quá, bây giờ em mới sang làm việc với anh Cường. 15 phút, 20 phút nữa em mới về. Trong đó mình cũng ngồi giữ anh Cường để cho nó sao. Phẫu thuật giữa nó lăn cả nó và con này nó bị làm sao ấy? Con này thì bọn em con gấu con này là gì cho anh là con này là con rung rùa. Chúng vừa đi tiếp nhận từ bên chỗ cơ quan chức năng đến lô hạt cùng lắm tương dưỡng bên giáo năm 2052. Lúc nó mới có 7 tấn thì nó bị hướng ở cạnh tay phải. Thì sau đó đem về đấy thì bọn em phẫu thuật cắt cánh tay nó bị hoại tử. Ừ, đâu cái tay nó bị cắt đó. Lấy cái cạnh tay phải của đối tượng ấy. Đấy. À, đấy, nó bị thi sáu đám ra cái bọn em à nó bị cụt mất ngón tay phải không? Đấy, nó cụt đấy, cắt ở cái bên tay của nó. Nó mất cả ngón luôn. Đấy, mất cả mặn đấy. Ở cái lúc tiếp nhận nó bị hoại tử. Cái sáu đám về bọn em phẫu thuật cắt cái bên tay của nó. Vâng, vậy là bây giờ nó còn hai chân và một tay. Đây cái bàn tay bên này là vẫn còn nhiều móng này. Bàn bên này là không có móng này. Vâng. Đúng không? Vâng. Nó chỉ cụt này thôi. Vâng, nó cụt thế này thôi. Trong khi bàn tay kia thì nhiều móng. À, cái lúc mà phẫu thuật em có nhìn thấy không? Thì em phẫu thuật đó. Em phẫu thuật á? Vâng. Trời ơi, thương nhỉ. Em có thể mô tả cái tình trạng của con gấu này khi mà nó về đây là như thế nào? Lúc bọn em tụt thân thế mà bắt giáo tập cái tàu gắn chức năng bắt giáo cho bọn em thì lúc đó nó mới có 6 kg. Cái quả đinh về thì bọn em nó phải cho là bụng sườn là một ngày tổng là thì 7 lần bụng có cái sáng nửa buổi là trưa bắt đầu giờ tiêu nửa tiêu và tối và đêm lên nó không thì cho nó bụng. Cái tay của nó lúc đấy nó thối thịt rồi hay nó mới có còn chảy máu hay là như thế nào? Nó trông bị chi phí tiếp nhận nó thì cánh tay của nó bởi vì nó bị bầy cho nên nó bằng giấy thẹp phánh ấy. Cái này nó hoại tử ở cái vùng này là nó bị gọi là bị thối. Thì sau đó bọn em về là xử lý vết thương và đồng thời là cắt để cho nó khỏi nhiễm trùng sáng cái chỗ khác.
Này, xin hỏi em tên đầy đủ là gì? Em là tên đầy đủ là Nguyễn Tất Hà. Em làm ở đây bao nhiêu năm rồi? Em thì làm đến cái thời điểm này là 17 năm. Chắc con này cắn được mấy lần. Con này con cắn rõ. Em kể với anh tí. Từ từ nhá. Con này từ đâu về em? Con này thì nguồn gốc của nó là của một cái hồ dẫn ở bên chỗ Quế Phóng. Đường 48. Quế Phóng thuộc ở tỉnh Nghệ An mình đấy. Thì theo cái người đình mới thì họ cũng không muốn từ phía là họ cũng muốn bán giáo cho cả cái con chức năng đó. Nhưng mà sau này có cái một cái nghị định mới nó ra thì bên lô công an vậy là bên lô công lắm họ vận động này thì họ mới bán giáo cho bên chỗ hạt tầng lắm thì bàn hạt tầng lắm họ liên kết từ mình là đưa cả cái dụng cụ như thuốc mế để ráng gây mế và tiền hàng nó đem về đấy là cái thu hồ. Thì lúc bọn em sáng đã tiếp nhận đi cái cả thời vườn đấy là của cái nguồn gốc của cái bọn mà sản bắt trong động vật ấy, bảy động vật là nó về nó bên giáo cho nó bán cho cái hồ dẫn này. Thì nguồn gốc là như thế là lúc bọn em sáng tiếp nhận đi cái cả thời vườn này thì họ thông tin cho bọn em thì nó nuôi được 7 năm. Còn khi họ bán thì cái cả thời vườn này nó nhỏ. Đến lượt về để tính cách con này như nào, nó hung dữ nhỉ? Nó hung dữ từ lúc mà bọn em chạy nhanh đến giờ đó lắm. Người ta đến gần là nó tát phải không? Người ta đến gần, ngãi cả em chăm sóc đấy nó vẫn cứ đeo, nhưng mà em thì em vẫn biết rồi, nhưng mà mình đi xa ra. Thế thì người ta để người ở nhà người ta nuôi con này thì nguy hiểm nhỉ? Hòn núi, nhưng mà hòn núi ở một cái chuông hẹp, rất là hẹp, nó hoạt động ít lắm. Nhưng mà đấy là cái chuông của mình rồng, cái này nó hoạt động liên tục. Cái con này một cái chuông nhỏ thì nó này không có cái phản ứng này nó đủ. Em có nghĩ là nếu mà cứ để nhà người ta như thế khi bây giờ con này chết rồi? Thì cái quá trình mà nuôi ở cái hồ dẫn cái tỷ lệ sống nó rất là thấp. Bởi vì cái môi trường để cho nó hoạt động chạy nhảy nó không có, hẳn cũng như của con người đấy. Con người nào mà hoạt động nhiều thì nó vận động nhiều thì con người đó nó khỏe. Chứ con ở cái chuông nó hẹp lắm, được một mét thôi, bề ngang lên chả được một mét, 6-70 phân. Em có nghĩ là cái con này nó ở gần người như thế thì có khả năng lây bệnh? Thì cái quả trình tất nhiên là làm bọn em làm ở cái chỗ cứu hộ động vật này thì khả năng lấy từ động vật mà sang người thì cũng có khả năng, nhưng mà cái quá trình mà mình làm thì bù hồ lô đồng ấy mình phải sử dụng thường xuyên như bâu tay rồi là khẩu trang ấy, với cả cái đồ quần áo nó gọi là mình phải mặc cái đồ đó đấy. Cảm ơn em. Cho anh mượn cái máy kia. Con này nó sắc thật đấy nhỉ, con này ghê lắm. Để vào trong tay đi. Không lấy ra. We'll be right back.